Em giới thiệu các bác con máy rửa bát Toshiba ngon mùa rẻ. Bác nào mà đang có nhu cầu mua máy rửa bát mà kinh tế mình không có nhiều thì các bác nghiên cứu con này, dòng lành bền, mùa rẻ. Nói chung là hơn triệu thì thật sự bây giờ nó cũng không còn là vấn đề về kinh tế nữa các bạn. Vấn đề là các bác thích hay không thôi. Một con máy rửa bát Toshiba nhé. Toàn bộ thân vỏ trong ngoài inox hết. Con này bán là 1,4 triệu. 1,4 triệu các bác nhé. Tin được không ạ? 1,4 triệu cái máy rửa bát thôi. Chưa bao giờ người Việt mình lại có cái máy rửa bát nó lại đơn giản là như vậy. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển và biến áp, em bán đúng giá. Phí vận chuyển 150.000, biến áp các bác nào chưa có thì phải mua thêm là 500.000 nhé. Một con Toshiba, hình thức bên ngoài thì nó là nguyên zin toàn bộ thân vỏ inox hết này các bạn. Toàn bộ inox hết, dùng vĩnh cửu. Tất cả nóc mặt đều inox hết, chả bao giờ hỏng. Còn khá là, nếu mà nói về chất máy nhé, còn khá là mới, còn đương nhiên những cái vết xước xiếc để vận chuyển hàng bãi này không nói gì rồi, có 1,4 triệu thôi ạ. Bảo hành ngon lành, ok, 1 năm rời luôn. Đấy, máy đang test rửa cho các bác, thì em sẽ mở, bây giờ em giới thiệu sơ qua con này. Rất là nhiều chức năng, con này nó có một cái hay nữa là có một cái nút chức năng khử khuẩn. Ôi nhá, chức năng khử khuẩn hẹn giờ này, thời gian sấy, xin lỗi các bác nhé. Đèn báo chu trình rửa đấy, các cái đèn báo quá trình rửa. Bắt đầu rửa, các chế độ rửa tiêu chuẩn này, có cái rửa nhanh, rửa với các cái chất gọi là cứng đầu đấy, tức là dầu mỡ nhiều, rồi là có hẹn giờ sấy đấy, rất là giảm toàn inox hết đấy, đang rửa mầm trong đây các anh nhé. Đây là cái dòng máy 6 bộ thì chiều ngang này của nó vẫn là 55 phân, chiều cao con này mở cánh là chỉ cao 60 thôi. Nước nóng bỏng luôn nhé, nghi ngút. Toàn bộ trong này giá inox hết, inox. Con này giá cũng mở lên và xuống này, inox, inox. Cái này là nhựa. Cái này cũng có thể giảm tầng lên xuống được này, hai nấc. Cái này inox, tay phun đây, dàn phun ở đây. Đấy, siêu rẻ, lành bền. Có 1,4 triệu thôi ạ. Đây nhiều bác cứ hỏi là máy rửa bát lắp có khó không, thì thực ra lắp thì nó cũng như máy rửa bát thôi. Chỉ các bác mua thì sẽ kèm cho các bác một ống cấp, một ống thoát. Đấy, ống cấp thì các bác đây, đầu cắm nó như máy giặt thôi mà, nó là ống của máy giặt nhé. Còn đằng sau đây, đằng sau thì nó có xoáy vào thôi. Đấy, ống cấp thì xoáy vào này, cái này, ống cấp xoáy vào đấy. Nó về ống xả nó cắm vào đây thôi. Ngày nào cũng bê ra bê vào cắm các loại máy luôn. Đấy. Đây, rất là đơn giản. Một đường cấp, một đường thoát, cứ có nước các bác cắm vào bất kể đâu là các bác rửa đấy. Đấy, một cái vòi, cái này là cái vòi mà gọi là cái vòi xả tự do này các bác này. Đấy, các bác cắm vào cái đầu vòi này, cái này nó chảy nước này thì các bác quấn tí băng tan nó nhé, em tháo ra tháo vào rất là nhiều cho nên nó hở. Đấy, cái này thôi, đơn giản gọn nhẹ. Rửa với nước nóng, tội gì ăn cơm xong xếp bát vào rửa xong để luôn thành cái chạn, quá ngon lành luôn. Rửa với nước nóng 80 độ luôn nha các bác nhé. 1,4 triệu thôi, các bác nào chốt alo cho em mã số 1. Em quay trên clip các bác nhìn nó là bị bóng ánh nắng nhé. Còn mặt màu này nó là màu đều màu với nhau, ánh nắng. Chưa bao giờ máy rửa bát này rẻ tới hơn triệu bạc, tội gì không sắm các bác, sắm cái trải nghiệm cái công nghệ của Nhật Bản mà họ có cái đây vài chục năm rồi. Người Việt mình bây giờ khá là sướng rồi, cái gì cũng có. Full tính năng nhé, các máy rửa bát Nhật tính năng đều như nhau hết, chứ là đừng bắt nó hỏi em là tính năng của con này nó có bằng những cái con đời mới không nhé, giống hệt nhau luôn tính năng, thì nó cũng là đều là rửa với nước nóng 80 độ và sấy khô diệt khuẩn. Con này có thêm một cái chức năng khử khuẩn nữa này. Thế thôi, còn không có cái tính năng gì khác ngoài cái máy rửa bát bây giờ cả. Chào các bạn.